trước lúc mặt trời mọc. Lúc này cả thị trấn như đang chìm trong giấc ngủ, không đèn, không người qua lại, một sự im lặng thật là kỳ diệu. Và đó cũng chính là lý do tại sao mình lại thích nó đến vậy. Mình cũng không nhớ lần cuối cùng khi mà mình đi ngủ sớm là khi nào. Nhưng gần đây mình mới phát hiện ra một điều là việc chơi bóng rổ buổi sáng cũng khá là tuyệt vời. Bạn không cần phải gây ấn tượng với ai cả. Bạn có thể mặc những gì bạn thích và đi bất cứ đâu bạn muốn. Bạn cũng không cần quan tâm lắm đến những hành động của bản thân, vì chẳng có ai để ý cả. Mọi thứ xung quanh thì vẫn vậy, chỉ có không khí là trong lành hơn. Nhiều người sẽ nghĩ đó là kỳ quặc, nhưng với mình thực sự đó là một khoảng thời gian mà mình dành cho bản thân. Điều tuyệt vời nhất có lẽ là khi trở về nhà vẫn chưa có ai thức dậy cả. Và điều đó cũng giống như kiểu mình chưa hề ra khỏi nhà vậy.